Việt Nam thì 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 8 đến 10 giờ sáng, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa thượng Minh Châu dịch Việt. Bài 34 kinh Thập Thượng Tassuttara Sutta 8.10, tám pháp cần được tác chứng sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Thai giá và cảm ơn Phong Lan cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá Dạ Đạo Tràng, có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Dạ, hình như sư rời rung rồi. Dạ, cảm ơn Phong Lan. Dạ, cảm ơn Phó Biển Nguyên Nhân. Dạ, vậy là sư bị rớt nét rồi. Dạ, con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh ạ. Con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Con kính dâng mít đến sư ạ. Hồ rất mới gặp còn xong hết rồi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thệ thế gian dạ. Nam mô Bích Thai giá, dạ thượng tọa Minh Hạnh lại rớt mất nữa rồi. Dạ đạo tràng có nghe lại âm thanh Nhật Bình chưa? Dạ con thấy sư trở lại đạo tràng rồi ạ. Dạ cảm ơn Vinh Sơn Suốt. Dạ con cung kính sư ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ hôm nay được nét của thượng tọa Minh Hạnh có vấn đề rồi. Dạ con xin phép được đọc kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoại gian
đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng. Trí giả thân chứng nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, dân chánh hạnh, gồm 18 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo, xin bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trụ trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư đặc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giác. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Nguyên Thông và kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giác. Dạ, cho con nhìn coi có quý sư vào chưa. Dạ, bây giờ hiện tại con chưa có thấy Thượng Tọa Cả Giác Đẳng, Ngài Tỷ Siêu cũng như Thượng Tọa vào đạo tràng. Bây giờ Đăng Giao Nguyệt có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Châu Phạm. Dạ, Đăng Giao Nguyệt ơi, có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt. Nãy Đăng Giao Nguyệt nãy giờ cứ rớt ngát hoài. Dạ, nghe bây giờ mình làm sao đây? Đăng Giao Nguyệt cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha. Nhật Quỳnh xin xuống mic. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Nhật Quỳnh xin xuống mít nha. Bây giờ chưa có vị sư nào vào hết, mình phải làm. Vậy bây giờ Nhật Quỳnh xin xuống mít nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin xuống mít nha. Chờ đợi trong giây lát coi có thể là đường nét hôm nay nó có vấn đề nên quý ngài không vào đạo tràng được. Dạ, bây giờ dạ con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con đã thấy sư vào đạo tràng rồi, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con. Con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, một cái thời giờ chính là đã lễ chữ tốt đức. Thân chào tất cả quý Phật tử, đã thiếu gì giờ đó là một điều rất là quen thuộc khi mà chúng ta nói đến chỉ giải thoát trong Phật pháp. Bởi vì sự tu tập được đề cập đến là mang một mục đích là giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà khi đọc vào tám giải thoát này, có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên. Bởi vì siêu vượt khỏi những trần thiên, nó có giải thoát hay không? Đa phần đối với chúng ta chỉ là sự tiến bộ mà thôi. Kỳ thật thì những sở đắc, những gì mà mình đạt được rất là dễ dàng để trở thành một thứ giam cầm chính chúng ta nếu chúng ta không có khả năng vượt lên trên. Mà cho đến khi nào mà chúng ta đạt đến cái đích điểm sau cùng gọi là cứu cánh thì không còn phải làm gì thêm nữa. Những gì cần làm đã làm rồi. Bài học về tám giải thoát này là một ở trong những bài học rất là
không dễ để chúng ta lãnh hội. Xin mời đại chúng lắng nghe bài giảng hôm nay của Thượng tọa Pháp Đăng. Và trước hết thì chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh. Như Phật tử Quang Hỷ đọc cho phần chánh kinh. Dạ, sa thú chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Phong Lan, cảm ơn Sư Quang Nghiệp, Quệ Ngọc cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con sưu tập chánh kinh. Kinh Thập Thượng 34 kinh thập thượng Dasuttara Sutta 8.10 các pháp cần được tác chứng. Atthamma bahukara Atthamma phawe tappa Atthamma barinnyaya Atthamma baha tappa Atthamma hana phagiya Atthamma vise sapphagiya Atthamma dukkha ti quyết cha át tham ma ấp ba đề tất ba át tham ma áp hình nhầy ya át tham ma sát chi ca tập ba có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập, có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp chịu phần tai hại, có tám pháp đưa đến thù thắng, có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được khởi, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Dạ, bữa nay hôm nay bài Bali hơi dài, dạ con xin phép ông đọc phần Bali ạ. 10 La Mã, thế nào là tám pháp cần được chứng ngộ, tám giải thoát? Tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là giải thoát thứ. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các mảy sắc, đó là giải thoát thứ hai. Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy, đó là giải thoát thứ ba. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tướng, diệt trừ các tướng hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt. Với suy tư, hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. Vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, với suy tư thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Vượt khỏi hoàn toàn thực vô biên xứ, với suy tư không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng xứ, chứng và trụ diệt thọ tưởng, đó là giải thoát thứ tám. Như vậy là tám pháp cần được chứng ngộ. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học của ngài Pháp sư Giác Giới biên soạn 408. Tám pháp cần đặt chứng sát chi ca tập ba thầm ma. Đây là tám sự giải thoát quy mốc khác. Một, tự mình có sắc, thấy các sắc, su bi su ba ni bát sát tích, tức là bốn thiền hữu sắc của bậc tu chứng bằng cách tiến hành đề mục kasina, xác định các màu như màu của tóc vân vân từ nơi nội thân.
tưởng tri vô sắc nội thân, thấy các ngoại sắc. Áp chấp tăng, á rù, ba sanh nhị ê cơ, ba hít thà rù, ba ni bát sát tí. Tức là bốn thiền hữu sắc của bậc tu chứng bằng cách tiến hành đề mục Kassina, xác định sắc màu bên ngoài. Ba, khuynh hướng tịnh sắc. Su phàn tề quát a thi mút tờ hồ tí. Tức là bốn thiền hữu sắc của bậc tu chứng bằng cách tiến hành đề mục Kassina, xác định màu tịnh, hoặc tiến hành đề mục phạm trú. Bốn, chứng và trú không vô biên xứ. Akasa nan chayata nan upasam bat chavihareti. Tức là vượt khỏi hoàn toàn các sắc tướng, chấm dứt các đối ngại cho tưởng, không tác ý đến các tưởng, dị biệt suy tư rằng hư không là vô biên. Năm, chứng và trú thức vô biên. Vinh nhà nành cha chất ta nặng ơ ba sẵn bạch cha quy ha ra tí. Tức là vượt khỏi hoàn toàn không vô biên xứ, suy tư bằng thức. Suy tư rằng thức là vô biên. Sáu, chứng bạch trú vô sở hữu xứ. A kinh chành nhà chất ta nặng ơ ba sẵn bạch cha quy ha ra tí. Tức là vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, suy tư rằng không có chi cả. Bảy, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nề qua sanh nhà na sanh nhà giác ta năng u ba sanh ba cha vi ha ra tí. Tức là sau khi vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, trú với đề mục phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tám, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Sanh nhà đề ta di ta ni rồ thằng ưu ba sầm ba ta vi ha ra tí. Tức là sau khi vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, vị ấy nhập định diệt thọ tưởng. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Cho con phép con quỳ. Con có thượng tọa giác Pháp Đăng đã vào đạo tràng chưa? Dạ, con chưa thấy thượng tọa Pháp Đăng vào đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng điềm khuyết cho thượng tọa Pháp Đăng. Dạ, sư có trước máy không? Sư có thể cho con một tín hiệu không, bạch sư? Sư có thể điền khuyết cho thượng tọa Pháp Đăng được không ạ? Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, một lần nữa con sẽ già sa thú, con kính dâng mít đến sư ạ. Kính đại lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hành trình tu chứng ở trong Phật Pháp bao gồm hai phương diện. Một là tâm giải thoát, và hai là tuệ giải thoát. Cái phương diện tuệ giải thoát là một vị có khả năng thấy rõ chân tướng của các pháp, đoạn tận các kiết sử mà chúng ta nói đến bốn đạo và bốn quả.
cái phương diện tâm giải thoát đó lại là một câu chuyện rất là dài. Khởi sự một người tu tập có thể vượt lên trên những cái hệ lụy của thân tâm của mình. Chúng ta có thân là chúng ta có các giác quan, thấy nghe người nếm đục suy tư, và từ bản thân mình là người nam, là người nữ, già, trẻ, thì thưa quý vị, cái nhìn của cuộc sống dựa trên cái điều kiện của sắc thân mà nó tạo ra cái nhìn chủ quan, cũng thời là danh sắc. Nhưng nếu chúng ta là chư thiên thì chúng ta nhìn cảnh vật khác. Chúng ta là con người, chúng ta cũng nhìn cảnh vật khác. Là con chó, con mèo thì nhìn cảnh vật khác. Riêng đối với hành giả tu tập thiền định thì vị đó sẽ sớm nhận thấy rằng thân của mình do cái thức duyên danh sắc duyên lục đập, nó có những cái hạn cuộc mang tính chủ quan nhất định. Vì vậy khi nói rằng thân mình có sắc và vượt lên sắc đó không phải là chuyện dễ. Một thí dụ rất là đơn giản thưa quý vị, nước Mỹ là một nước rất, chúng tôi thường tiếp xúc với nhiều người sống ở Cali hay ở Texas, mỗi nơi đều có những cái quen thuộc. Có người ở Texas nói rằng nếu mà mình sống ở California mà cứ nghe người ta hăm dọa rằng sẽ có những cái động đất rất lớn, thật sự sống như vậy nó không có vui. Hay là nói rằng lái xe ở chỗ này đường rộng ở bên kia hẹp, còn người ở California thì họ nói rằng rời California đi nơi khác kiểu Texas thì rất là buồn, nhất là những người sống ở những vùng phía nam đông đảo như là Nam Cali và California chẳng hạn. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta nó vốn quen thuộc với cái điều kiện vật chất nào đó, và sự quen thuộc đó nó cũng có nghĩa là sự giam chân của chúng ta lại. Tự mình có sắc, vượt lên trên cái sắc không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta là sống quen với một thổ nhưỡng, quen với một địa phương, quen với sinh hoạt nào đó, mà khi chúng ta đi sang nơi khác thì cái quen thuộc kia đó nó trở thành cái gì phiền hà của chúng ta lắm. Cũng với một ví dụ khác là có những người ngủ á, phải ngủ ở cái giường mền gối của mình, đi vào chỗ lạ rất là khó ngủ. Lúc bình thường thì mình thấy rằng cái chuyện mà quen thuộc với vườn chiếu á, nó không là vấn đề. Nhưng mà lúc mình đi xa, đi tới một chỗ lạ giường lạ chiếu khó ngủ đó, thì bây giờ sự quen thuộc kia nó là vấn đề. Thì với thân của chúng ta,
Ôi dạ vâng, thấy quý vị cho biết là Thượng tọa Hoằng Đăng đã vào rồi. Xin kính thưa Thượng tọa Hoằng Đăng giảng cho bài học ngày hôm nay. Kính thưa Thượng tọa. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì hôm nay chúng ta học về 8 cái thắng xứ, 8 cái giải thoát, giải thoát. Thì như lời thượng tọa nói vừa giảng, quý vị thấy sắc, các sắc đó là giải thoát thứ nhất. Bởi vì mình khi mình nói rằng đối với chúng sanh đó, thì mình thấy rằng có những cái vật chất, những vật chất đó trong phi diệu pháp gọi là sắc. Ví dụ chúng ta thấy sắc thần kinh như là mắt, là con mắt, lỗ tai, mũi, miệng, thân, tâm, hay là sắc đó là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, đều là những cái sắc pháp mà Đức Phật ngày giảng dạy để chúng ta thấy rằng đối với các cái vật chất đó, đối với các vật chất đó thì giờ chúng ta phải hiểu nó chỉ là những cái vật chất, nó chỉ là những vật chất. Những vật chất đó cần được được hiểu, đừng cần được biết như vậy và không có nên dính mắc. Vì thường thường chúng ta biết rằng đối với cái quả hiện tại, nói với nhân hiện tại, cái quả hiện tại là chúng ta có danh và sắc, như là các sắc pháp, như là mắt và cảnh sắc, hay tai cảnh thinh, cảnh thinh. Nhưng mà nếu chúng ta không biết được đó, thì chúng ta vẫn dính mắc vào ăn, ngủ, nghỉ, xúc chạm, dính mắc vào những cái vật chất mà chúng ta không hiểu biết được đó, nó trở thành những cái thói quen, và những cái thói quen đó nó cột trói chúng ta. Nên nơi đây Đức Phật ngày giảng dạy chúng ta cần phải hiểu biết như vậy, và chúng ta tập, ví dụ chúng ta tập tu, tu tập ở những cái trường thiền để mình thấy cái tâm mình nó có phản ứng, nó có thấy khó chịu không. Nếu mà mình thấy khó chịu á, thì mình biết rằng những cái này nó chưa được, mình chưa có được vượt lên được. Còn quán tưởng thì nội sắc là vô sắc hay là các ngoại sắc, đó là cái giải thoát thứ hai. Nội sắc này đây á, thì chúng ta biết rằng cái vật chất bên ngoài hay bên trong á, thì hai cái điều này được nói sắc á. Sắc có sắc bên ngoài là sắc cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Bên trong á, là sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, sắc ý vật, mạng quyền, vật thực tư không. Những cái sắc đó đó, chúng ta hãy hiểu biết, dù là sắc ở bên ngoài là các cái sắc pháp hay sắc bên trong là các cái nội sắc, thì chúng ta cũng phải hiểu biết nó chỉ là sắc pháp thôi. Và những người đó mà không có dính mắc á, thì chúng ta dễ sanh lên chư thiên. Vì thường thường chúng ta biết rằng chư thiên họ không có ăn uống vật thực như là chúng ta. Những cái vật thực đó đều là do cái phước báo công đức nó hình thành. Khi mà mình có thể thoát ly được như vậy đó, mình mới dễ rũ bỏ cái sắc và danh, hay là mình gọi chung là cái sắc bên ngoài, sắc bên trong, nói chung là cái sắc ngoại sắc hay cái sắc nội sắc. Rồi quán tưởng sắc, chú tâm ở trên suy tưởng, đó là cái giải thoát thứ ba. Thường thường chúng ta biết sắc tịnh ở đây á, là chúng ta thấy những cái màu sắc mà chúng ta gọi là đẹp đẽ. Cái màu sắc đó là như là sắc xanh, vàng, sắc đỏ, sắc trắng. Mà cái sắc này do chúng ta có thể chú tâm ở trên cái sắc đó, và chúng ta có thể đạt được những cái tiền sắc. Nhưng mà Đức Phật ngày nói rằng đối với một người đệ tử Đức Phật á, thì luôn luôn lúc nào cũng thấy rằng đối với các sắc đó mà mình có tu tập để mình quán tưởng, hay là mình có tu tập để đạt thành những cái thiền định, những cái thần thông thắng trí, thì dù là như vậy nhưng mà các cái sắc đó nó cũng chỉ là sắc thôi. Và khi một cái người mà không có dính mắc thì chúng ta sẽ biết rằng vì nó sẽ vượt lên được từ từ, vượt lên từ từ, không có bị cột trói. Cũng như là 8 cái con đường giải thoát, hay là cái bài kinh Bát Thành mà ngài Tôn giả Ananda đã giảng cho một cái vị gia chủ đó, thì chúng ta cũng biết rằng đối với Đức Phật đó, thì ngài thường giảng dạy về cái sắc, những cái sắc pháp, dù là những cái sắc đó do mình tu tập thiền định,
mà nó có đạt được đó, thì ta cũng quán tưởng nó là những cái suy tư bác thành, những cái pháp đó nó không vượt khỏi những cái pháp hữu vi. Đó là giải thoát xứ thứ giải thoát thứ ba. Còn cái giải thoát thứ tư á, là vượt khỏi hoàn toàn về sắc tưởng, diệt trừ các cái tưởng đối ngại. Thường thường thì chúng ta biết cái sắc á, thường thường thì chúng ta biết rằng đối với chúng ta đó, khi mà chúng ta ở còn ở trong cái cõi dục, hay là chúng ta còn ở trong danh và sắc á, mà chúng ta không có hiểu biết đó, không có hiểu biết về cái sắc đó để mình có thể vượt qua được. Bởi thường thường những cái sắc đó đó, mình thấy như là cái thân của mình nó có đói khát nóng lạnh, nó có mỏi mệt, nó có những cái trạng thái mà không vượt ra khỏi được. Bởi vì cái sắc pháp của chúng ta nó thường là như vậy. Và thường thường khi một cái người mà họ hiểu biết như vậy đó, nên họ dù có như thế nào đó thì họ cũng hiểu rằng các cái sắc này nó là như vậy. Nên khi mà nó có những cái sự trở ngại, nếu mình muốn mình mới vượt lên được, mình mới chứng được thiền vô sắc bằng đề mục hư không á. Bởi chúng ta thấy cái đề mục hư không á là một cái đề mục mà một cái người mà đắc được thiền sắc rồi đó, họ vượt qua cái tường sắc này đối với cái ánh sáng từ trong cái khoảng hư không, họ tu tập mới đạt được như vậy. Nên khi mà muốn vượt hoàn toàn sắc á, thì vị đó phải vượt lên các sắc. Như vậy á, thì cái sắc á, là mình hiểu nó là những cái sắc nó luôn luôn nó phi tàn, những cái sắc đó luôn luôn nó không có bền bỉ, nó chỉ là những cái pháp hữu vi, nó là pháp hữu vi. Và khi lên những cái sắc tưởng đối ngại tưởng chứ ngại tưởng đấy, mình mới chứng được hư không biên xứ, đó là giải thoát xứ. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng một cái người mà muốn luyện được cái thần thông đó, thì họ phải từ từ những cái đề mục sắc mà họ hoàn thành, họ vượt qua những cái đề mục sắc đó, họ lấy cái đề mục hư không để họ đạt được. Khi mà đạt được cái trạng thái tâm định đó, thì mới gọi là vượt lên các cái sắc, không có chấp vào những cái sắc xanh vàng đỏ trắng, hay là những cái sắc mà trong những cái sự tu tập đó mình đạt được, thì mình phải hiểu được những cái sắc đó nó có những cái sự những đó là những pháp hữu vi, nó có những cái sự trở ngại, và muốn vượt lên từ từ đó, vì đó mới vượt lên bằng cái thiền không vô biên xứ, đó là giải thoát tư. Còn khi mà cái hư không đó thì chỉ cần một cái người mà lấy cho được một hư không, một cái khoảng không trống mà mình trụ tâm vào đó, thì thường thường chúng ta biết đề mục tịnh đó, nó có 10 cái mục đề mục hoàn tịnh đó, ở trong đó có xanh đỏ trắng vàng, đất nước lửa gió ánh sáng và hư không. Khi mà mình muốn đạt được cái các sắc đó vượt qua như vậy này thì hư không, nhưng mà trong cái hư không chúng ta biết rằng một cái người mà lấy cái hư không tu tập một cái thời gian theo cái tuần tự, họ cũng đạt được cái đó bằng cái sự chứng nhập vào các thiền hư không, mà lấy cái đề mục hư không bằng hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Mà khi họ phản kháng lại đó thì họ thấy hư không này, nhưng mà thức biết được cái hư không này. Bởi vì chúng ta thấy rằng chúng ta có danh và sắc, nhưng mà dù cái hư không đó, cái khoảng không gian đó, nhưng mà thức cái tâm chúng ta biết được cái khoảng không gian đó, cái khoảng không gian vô tận đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà họ mà vượt khỏi không vô biên xứ đó, hư không đó, vô biên xứ đó, thì họ phải hiểu rằng cái thức nó biết được cái hư không này. Thức biết được, bởi vì cái phần là cái phần danh, danh có nghĩa là tâm chúng ta thức biết được cái hư không đó. Và khi mà mình làm cho cái tâm nó nhu nhiến nữa đó, thì chính cái người này phải nhận diện được cái tâm nó biết được hư không đó, và trở thành cái bậc đề mục nhu nhiến hơn, mình gọi là cái tầng thiền vượt lên hơn. Bởi vì không vô biên xứ đó, nó là cái tầng thiền dưới thức vô biên xứ. Vì thức vô biên xứ là những cái tầng thiền vô sắc, mà cái thức vô biên ấy, thì đề mục đó phải luyện tập từ hư không vô biên mà mình nhận thức được, biết được, do mình hướng thiền
thường hướng tâm vào thiền hư không. Thì do mình nhập vào thiền hư không đó, mình trụ vào hư không đó, rồi mình xuất thiền hư không đó. À, khi mình phản kháng lại cái thiền hư không đó, thì mình thấy rằng cái thức là cái tâm của mình nó biết được cái hư không đó. Bởi vì chúng ta thấy rằng một cái người mà khi tu tập đó, đạt được như là Đắc Cá Ramabhutta hoặc là Alara Ramabhutta đó, thì những cái vị này đã chứng được thiền vô sắc này. Và thiền vô sắc này được Bồ Tát của chúng ta đó tu tập với hai cái vị đạo sĩ này vào một thời gian mà đã chứng được thiền vô sắc này. Như vậy đó, thì vượt lên được cái không vô biên xứ đó là bằng cái thức vô biên. Thức vô biên ở đây ấy, là lấy cái hư không đó mà thức biết được. Như vậy thì khi mà vị đó đó vượt lên nửa cái tầng thiền nữa đó, gọi là vô sở hữu, vô sở hữu đó, có nghĩa là cái thức đó, nó bao trùm, nó không phải là mình hướng tâm đến đâu đó, thì thức đó, nó có ở đó, thức nó biết ở đó. Và cái vô sở hữu đó nghĩa là mình suy nghĩ rằng cái tâm của mình nó không ở một cái chỗ nào, và nó có thể là mình tác ý tâm, hướng tâm đến đâu á thì cái tâm nó hướng đến đó. Như vậy thì khi mà vượt qua thức vô biên xứ đó là bằng vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ đó thì một người khi mà họ tập đó, họ cũng hướng thiền thức vô biên xứ, họ nhập vào thiền thức vô biên xứ, họ trụ vào thiền thức vô biên xứ, rồi họ phản kháng về cái thiền thức vô biên xứ này, họ làm thuần thục một thời gian dù là lâu hay mau đó, thì do cái bị đạt được thiền này cho đến khi nào đó mà vị này hiểu được cái thức đó đó là nó không có ở một cái, nó không bị cột đó ở một chỗ nào, nó trở thành vô sở hữu, có nghĩa là nó trở thành một cái thiền chứng cao hơn, tầng chính cao hơn, để vượt qua được thức vô biên xứ thì bằng vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ. Như vậy thì một cái người mà vượt khỏi vô sở hữu xứ đó thì thức vô biên xứ đó thì bằng vô sở hữu xứ. Thì ngược lại đó thì chúng ta thấy rằng có một cái thiền chứng nữa, đó là thiền phi tưởng, phi tưởng xứ thiền. Thì một cái người mà khi mà họ thấy cái tâm có cũng phải, không có cũng phải, cái tâm nó đạt được trạng thái tế nhị, có nghĩa là bởi chúng ta thấy rằng từ cái thức vô biên, rồi cái vô sở hữu, rồi tiếp đến là phi tưởng, phi tưởng, cái tâm nó tế nhị đến mức độ là có tâm cũng phải, không có tâm cũng phải, vị đó đó tu tập một cái trạng thái thiền vô sắc cao bức cao nhất trong tám thiền, bốn thiền sắc và bốn thiền vô sắc. Thì cái thiền phi tưởng xứ đó là thiền cao nhất mà đạo sĩ A Tư Đà đã đạt được. A Tư Đà tiên đó là người coi tướng của Bồ Tát, thì chính cái vị này cũng đã đạt được thiền phi tưởng xứ này. Và trong hai cái vị đạo sĩ Úc Đắc Cá và A La Lá đó cũng đạt được cái thiền phi tưởng xứ này. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái tầng thiền đó họ luyện từ cái đề mục, những cái đề mục hoàn tịnh, vượt lên từ 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 cho đến khi mà họ đạt được cái trạng thái tâm nó tế nhị đến như là những cái thí dụ đó, có tâm cũng phải, không có cái tâm cũng phải. Bởi chúng ta đi nói là tưởng á, nếu mà nói đến tưởng á thì chúng ta biết rằng cũng có thọ, cũng có hành, cũng có thức, nên khi mà nói rằng phi tưởng bị đó tu tập đó, vì đó nghĩ rằng có tâm cũng phải, không có tâm cũng phải, tâm đến tế nhị đến mức độ vi tế đến mức độ như vậy, nên cái tầng thiền vô sắc này với cái tuổi thọ đó là 84.000 kiếp trái đất, rất lâu như vậy. Bởi vì cái tầng thiền đó do cái nội tâm tế nhị mà đạt được cái thiền chứng đó, và cái thiền chứng đó tương ứng với cái tuổi thọ mà Đức Phật ngày đã giảng dạy ở trong những cái bài kinh Trường Bộ, những cái bài kinh Trung Bộ, và nói về những cái thiền chứng mà người đó khi mà chưa có đạt được đạo chi, vẫn còn sanh y đó, thì họ vẫn sanh lên cõi phi tưởng xứ bằng 84.000 kiếp trái đất. Như vậy thì có một cái thiền chứng nữa là vượt qua cái thiền chứng nữa đó, là cái thiền phi tưởng xứ bằng diệt thọ tưởng định. Bởi chúng ta thấy rằng đối với củ thiền đó thì phải có cái thiền diệt thọ tưởng định, là cái thiền tám cái thiền đó nói về cái thiền chứng có thể là vị thánh Tu Đà Quần Tư Đà Hàm
Nhưng mà thiền chứng phi phi tưởng xứ đó thì phải một cái bị mà chứng diệt thọ tưởng định đó là bị, đó phải là bị chứng được ana hàm đạo, ana hàm quả. Với cái ana hàm đạo, ana hàm quả đó, bị đó có thể nhập vào thiền diệt thọ tưởng định, là một cái trạng thái mà tâm là không có nữa. Bởi vì diệt thọ tưởng là tâm hành của gì, và vị đó đạt được cái an trú vào niết bàn một cái khoảng thời gian 7 ngày. Suốt 7 ngày đó đó, vị đó an trú vào cái niết bàn, một cái trạng thái niết bàn, một cái trạng thái mà được Đức Phật các ngài tán thán. Những cái vị mà an trú vào cái diệt thọ tưởng định, vượt lên cái thiền phi phi tưởng xứ, an trú vào thiền diệt thọ tưởng định. Bởi vì cái thiền phi phi tưởng xứ là tâm nó tế, mà diệt thọ tưởng định là giống như không có tâm. Nhưng mà với một cái trình độ đó là vị thánh a na hàm quả hoặc là a la hán đạo quả thì mới có thể nhập được cái thiền diệt thọ tưởng định. Mình gọi là cái thiền này đó là sự chứng ngộ niết bàn, một cái sự an trú trong niết bàn, một cái sự an trú mà không có bị chi phối bởi danh và sắc. Suốt cái khoảng thời gian 7 ngày vị đó nhập vào cái thiền diệt thọ tưởng định đó, một trạng thái niết bàn, một trạng thái lạc trú của niết bàn, không có bị chi phối với các cái loại chi phối. Ví dụ chúng ta thấy rằng một cái vị nhập thiền đó, họ có thể xả thiền ra một cái thời gian, thì cái vị nhập thiền diệt đó suốt thời gian đó là 7 ngày họ không có tâm. Tuy rằng thiền phi tưởng xứ đó nó vẫn có cái tâm, mà có cũng phải, không cũng phải, nhưng mà thiền diệt thọ tưởng định đó là một cái trạng thái niết bàn, một cái trạng thái cao hơn cái thiền phi tưởng xứ. Mà ở nơi đây đòi hỏi một cái vị thánh a na hàm là diệt được dục ái và sân, hay là chúng ta gọi là diệt thân kiến hoài nghi với tâm thủ dục ái và sân, năm cái kiết sử hạ phần á, thì vị này mới có thể nhập được diệt thọ tưởng định. Vị này phải thánh a na hàm với năm kiết sử kia đã diệt trừ, nên vị đó mới có thể an trú vào niết bàn, mình gọi là vô tướng niết bàn, hay là mình gọi là niết bàn á, trong một cái trạng thái là không có cái danh và sắc. Bởi chúng ta thấy rằng một cái vị mà trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp có trả lời đó, một người chết đó, thì họ cũng không có hơi thở, nhưng mà diệt thọ tưởng định đó, họ cũng không có hơi thở, vì họ đã đạt được cái trạng thái diệt thọ tưởng định đó, thì họ ngồi đó giống như một cái mình gọi chung giống như là một cái xác ngồi thôi. Nhưng mà ở đó đó thì vị đó còn cái tuổi thọ, còn hơi ấm, và còn có thể thức nó trụ vào, vị đó có thể trụ vào với cái lúc mà xả thiền diệt, vị có thể tâm quả hoặc là tâm tứ quả nó sẽ sanh lên theo cái trạng thái duy trì cái thân mạng này suốt 7 ngày, và vị này nhập vào diệt thọ tưởng định. Nhưng mà cái người chết đó thì họ không có tuổi thọ, không có hơi ấm, và không thức, không có đương vào đó nữa. Nên lúc bấy giờ đó thì một cái người nhập thiền diệt đó, thì chúng ta biết rằng khi nào chư tăng cần đó, thì vì đó xả thiền diệt, hoặc là Đức Phật triệu tập thì vì đó xả thiền diệt, hoặc là tuổi thọ hết vì đó xả thiền diệt, còn không đó, thì vì đó nhập suốt 7 ngày như vậy. Thì chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện là chư Phật độc giác mà nhập thiền diệt đó, tiền thân của hoàng hậu Samawati đó, cùng với 500 cung nữ đó, đi tắm xong và đốt đó, thì đã đốt mấy cái vị Phật độc giác ngồi thiền. Thì những cái cung tần phi nữ giúp bà hoàng đó thì nghĩ rằng những vị này là thầy của vua, mà bây giờ mình đã đốt chết, nhưng mà thật sự những vị đó không có chết quý vị. Vị đó đang nhập thiền diệt, dù là đốt lửa nhiều như vậy đó, nhưng mà cũng không thể nào giết cái vị đó chết được. Không thể nào chết, vị đó vẫn ngồi như vậy, dù lửa đó, các y phục và bát và những cái tọa cụ vị đó ngồi đó, dù lửa có cháy thì nó cũng không có hủy hoại được những cái vật này, do cái năng lực mà bị thánh a na hàm nhập thiền diệt chú nguyện đó, những cái vật dụng thì vẫn còn cái tuổi thọ đó, từ khi nào những cái trường hợp đặc biệt thì bị đó có thể tâm sanh lên lợi, còn không thì suốt những ngày mà tâm bị không có sanh lên, bị đó hưởng một cái trạng thái niết bàn. Hay là thường thường chúng ta nghe nói rằng một cái vị nhập thiền diệt mà xả thiền diệt ra đó, người nào cúng dường thì sẽ được với cái động lực thứ nhất đó, sẽ được hiện báo nghiệp, là cái quả báo lành cho ngay hiện tại người này, với một cái năng lực thiền diệt thọ tưởng định đó, thì người đó mới được hiện báo nghiệp cho một thí chủ cúng dường. Nên một cái năng lực phước báo thù thắng của một cái vị mà làm cho cái thí chủ
mà phước báo to lớn như ngày Xuất Vô Tí, ngày thường nhập thiền diệt, rồi ngày xả thiền diệt ra ngày nhận bậc thực đó. Đó là một cái một sự thuần thục đặc biệt của ngày Xuất Vô Tí. Còn đối với một cái vị thánh A-la-hàm mà chứng được thiền phi phi tưởng xứ rồi đó, mới nhập vào thiền diệt thọ tưởng định được suốt thời gian 7 ngày, rồi vì đó xả thiền ra, vì đó nhận bậc thí của những người nam nữ cúng dường. Như vậy á, thì ở trong Bi Diệu Pháp cũng có nói rằng những cái bọn sắc á, khi mà bị nó nhập thiền diệt 7 ngày đó, cái bọn sắc nó sẽ diệt cho đến 7 ngày. Nên cái bị đó khi xả thiền diệt ra là bị đó phải có bậc thực, để cái sắc đoàn thực á, nó nuôi cái bậc thực, để nó sanh lên để nuôi cái thân này. Nếu không á, thì nội trong ngày hôm đó thì bị đó sẽ niết bàn. Nên khi mà cái người cúng dường đó thì cái phúc báo cũng to lớn, và cái năng lực mà vượt ra được phi phi tưởng xứ đó bằng diệt thọ tưởng định, đó là một cái năng lực thù diệu mà những cái vị đệ tử của Đức Phật đó, trong đương thời đó, các vị đó thường luyện được thủ thiền đó, là chín thiền đó, bốn thiền sắc và bốn thiền vô sắc. Nên mình gọi là bốn thiền sắc là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, và cuối cùng là cái thiền diệt thọ tưởng định. Đó là một cái năng lực thiền định đặc biệt thù diệu mà chỉ có Phật giáo, chỉ có Đức Phật khi có mặt ở đời, Ngài mới dạy từng tự các vị tỳ khưu tu tập và chứng các thiền này và nhập được diệt thọ tưởng định. Còn ngoài ra, trong cái thời kỳ không có Đức Phật thì chỉ có những vị Phật độc giác, chứ còn ngoài cái giáo lý, ngoài cái tam tạng kinh điển của Đức Phật đó, thì không có một cái vị giáo chủ nào có thể có khả năng để dạy cho đệ tử chứng được cái thiền diệt thọ tưởng định này. Chỉ có Đức Phật là bậc đại đạo sư, Ngài mới dạy cái phương pháp tu tập từ thiền, từ các cái giải thoát xứ đó, giải thoát đó, cho đến cuối cùng là giải thoát được phi phi tưởng xứ bằng diệt thọ tưởng định. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, cái phần trình bày về cái bài học về cái giải thoát này đó, những cái pháp giải thoát này con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì tám pháp cần được tác chứng đó, đó là tám cái pháp mà Đức Phật nói về những cái sắc ngoại hoặc sắc nội, hoặc là những cái thiền sắc, cho đến những cái thiền sắc vượt lên những cái thiền sắc cao hơn. Cuối cùng thì vượt qua hết sắc đó bằng đề mục hư không, thức vô biên, vô sở hữu và phi phi tưởng xứ. Cuối cùng là diệt thọ tưởng định. Đó là tám cái pháp đặc biệt mà được Đức Phật Ngài thuyết giảng. Tám cái pháp này đặc biệt đó là tám cái pháp cần được tác, có nghĩa là bị đã tự thân chứng ngộ những lời dạy của Đức Phật bằng những cái thiền chứng vượt lên, bằng những cái pháp giải thoát mà bị nó đạt được phần tự thứ đó. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, con xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng để Thượng Tọa điều hợp cái phần trình bày, mở rộng thêm những cái điều mà con trình bày còn thiếu sót trong bài học hôm nay. Con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã giúp lúc đầu, vì con hiện giờ thì con đang ở chỗ cũng hơi ồn ào, nên con xin sám hối với Thượng Tọa. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa điều hợp. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Đàn. Bạch Thượng Tọa Từ Sư, Thượng Tọa có ở trước máy. Nếu Thượng Tọa đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Bạch Thượng Tọa Từ Sư, ở đây chúng ta đề cập đến tám chữ giải thoát. Tám giải thoát thì thường thường khi mà mình đề cập đến chữ giải thoát á, nguyên bút tí đa phần là nguyên mốc khác đó, thì chúng ta nói đến chuyện đoạn tận kiết sử, thành tựu được thánh trí. Nhưng mà ở đây có thể vượt không vô biên, để chứng thức vô biên cũng gọi là nguyên mốc khác. Thì chỉ giải thoát ở đây thôi, nên được hiểu nó có giống như giải thoát mà chúng ta thường đề cập không, hay là nên hiểu trong một phạm trù khác,
kính tỉnh thưa tòa tu sư. Nam mô Bụt Thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Ở đây nó có hai giải thoát. Gọi là Citta Vimutti. Hay là Citta Vimutti. Citta Vimutti tức là tâm giải thoát. Upanya Vimutti là tuệ giải thoát. Đối với sự giải thoát thì chưa hẳn là giải thoát khỏi phiền não. Khi nào mà nói đến tuệ giải thoát thì mới là giải thoát khỏi phiền não. Còn nếu nói đến bát giải thoát là thường đề cập đến cái này giải thoát khỏi cái kia, cho nên bát giải thoát ở đây ở trong bút cái lớp nhân thí bổn nhân chế định đề cập đến người mà tu chứng thiền, tức là đạt được bát giải thoát. Thì như vậy rõ ràng là ở đây chúng ta thấy là tám sự giải thoát là chỉ cho các loại thiện chứng. Thiền thuộc sắc giới, bốn thiền thuộc sắc giới, bốn thiền thuộc vô sắc giới, và một loại thiền đặc biệt là thiền diệt thọ tưởng định. Hành giả mà tu chứng thiền sắc giới thì đạt được các cái thiền cao, gọi là đạt được ba sự giải thoát, tức là vẻ quán nội sắc và nhận thức rõ ràng về các sắc, do đó cho nên thoát khỏi cách dục. Về ấy chính và trú thiền thứ hai thì như vậy thoát khỏi thiền thứ nhất, vượt tầm tứ, cứ như thế mà đi lên. Hễ cái chứng đạt từ một tầng thiền thì xem như là một cái sự giải thoát khỏi cái đó.
Và cho đến cái trường hợp mà một vị đạt được cái thiền phi tưởng, cái thiền chính và trú, diệt thọ tưởng, định, sanya vi đế chita ni ro thăng samapat, thì đó là vượt khỏi cái phi tưởng, phi tưởng xứ. Bởi vì mặc dù phi tưởng xứ là một loại thiền mà tâm rất là vi tế, tưởng như không có tưởng, không có tâm, mặc dù có tâm, và khi mà đề cập đến thức trú, bảy cái thức trú thì không có kể được phi tưởng, phi tưởng, phi tưởng, phi tưởng xứ. Tình tình vì gì vậy? Mặc dù vậy cũng có theo trong ví dụ pháp thì 89 hoặc là 121 tâm, thì trong đó vẫn có tâm phi tưởng xứ. Một vị mà diệt thọ tưởng, đạt đến cái trạng thái diệt thọ tưởng là vượt khỏi phi tưởng luôn, tức là cả đến cái trạng thái tâm tinh vi. Như vậy nó tinh vi đến mức mà không kể là thức trú. Như vậy mà vị đạt đến cái diệt thọ tưởng, tức là hoàn toàn không có dấu vết của tâm thức. Cho nên ở đây mới gọi là cái sự giải thoát. Do vậy cho nên cái danh từ vi mục tí hay là cái danh từ vi mục khác cái danh từ vi mục khác hay là vi mục tí nó đều xuất phát từ cái căn của động từ vi mục tí. Và cái phạm trù này không có phải là nói đến cái sự giải thoát như là Anicca, nguyên mục khác là vô tướng giải thoát, hay là Sunyata nguyên mục khác tức là không tánh giải thoát, hay Apanicca nguyên mục khác là vô vị giải thoát. Không phải, cái chữ vô khác mà ở trong tam giải thoát môn đó thì mới là cái sự giải thoát khỏi phiền não, là chỉ cho niết bàn. Còn ở đây khi mà đề cập đến bát giải thoát, cái vị mà thành tựu được thân chứng kaya sắc khí, vì đó là chứng được bát giải thoát. Bát giải thoát ở đây là chỉ cho thiền, trên lãnh vực thiền. Trước tiên là giải thoát khỏi các thiền cái, rồi sau đó là thoát khỏi tầm tứ, rồi sau đó là thoát khỏi hỷ, thoát khỏi lạc, thoát khỏi hoàn toàn sắc pháp passo,
Sakaso Rupanam Atikmati, tức là thoát khỏi mỗi sắc tướng. Rồi sắc muốn đạt lên thì cao hơn phải giải thoát khỏi ác thiện. Khách viên phải vượt qua không vô biên mới thức được, mới chứng được thức vô biên. Phải vượt qua thức vô biên thì mới chứng được vô sở xứ, vô vô sở xứ thì mới chứng được phi tưởng phi tưởng xứ, và vượt qua phi tưởng phi tưởng xứ thì mới chứng được diệt thọ tưởng định. Cho nên cái chữ giải thoát vì một khác trong bài kinh hôm nay đó, nó mang ý nghĩa không giống như là cái thành ngữ giác ngộ giải thoát thường gặp trong kinh điển nào. Cái chữ giác ngộ giải thoát là nói qua cái phạm trù của sự chứng đắc đạo quả của Niết Bàn, đạo quả Niết Bàn. Còn ở đây chỉ nằm ở trong lĩnh vực thiền nói chung. Thì trong bảy cái giải thoát đó, thì bảy cái giải thoát, trong tám giải thoát thì bảy cái giải thoát đầu thuộc về thiền diệt thế. Chỉ có cái giải thoát thứ tám là diệt thọ tưởng định, thì cái này nó không phải là một cái sự giải thoát giống như giải thoát phiền não lúc bây giờ đó. Mặc dù cái vị mà khả năng nhập được diệt thọ tưởng định đó thì vị đó là bậc A-la-hàm và A-la-hán, nhưng mà trong cái phạm trù vị đã thoát khỏi, vị đã thoát khỏi cái gọi là thức tâm dùng cho phi tế như phi tưởng phi tưởng, nghĩa là đang sống như thế này mà làm cho tâm không sinh khởi nữa trong 7 ngày, thì người ta nói đến cái sự giải thoát là giải thoát ra trong cái phạm trù đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa tu kính thưa Thượng Tọa Sư. Quý Phật tử hoan hỷ thông cảm cho chúng tôi một chút. Hôm nay chúng tôi có một vài điều bàn với Thượng Tọa Thượng Sư. Câu này và câu tiếp theo nó hơi chuyên môn một chút, nhưng lâu lâu thì chúng ta cũng đi vòng lĩnh vực như vậy. Mà thưa thầy sư, chúng ta thấy rằng những cái ý niệm như là hư không là vô biên, hay là thức là vô biên, hay là vô sở hữu, phi tưởng phi phi tưởng, những cái ý niệm này là phủ nhận ý niệm kia. Ví dụ như thức vô biên thì phủ nhận là tôi không hẳn là vô biên, mà thức mới là vô biên chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái sau phủ nhận cái trước nó có tính cách bất nhất, và nó có vẻ như là một cái giai đoạn tạm thời nghĩ như vậy. Nhưng mà với một cái vị mà đã tu chứng ra giải thoát, vì nó đã nhận ra những điều đó, thì như chúng ta học trong quy diệu pháp, chúng ta hiểu được rằng thức vô biên thì biết cảnh chân đế, và không vô biên thì biết cảnh tục đế. Thì tôi nghĩ rằng với một vị hoàn toàn giải thoát, làm sao mà các vị đó có thể an trụ vào những cái khái niệm có tính cách là nhất thời, có tính cách bất nhất như vậy? Xin kính thưa Thượng Tọa Hoan Hỷ chia sẻ một vài cái suy tư Thượng Tọa mình điểm này. Kính thưa Thượng Tọa.
Anh đã một thầy kính bạch chư tăng đức thừa như Phật tử. Trước hết xin chư Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ thông cảm. Lẽ ra thì những cái chủ đề như thế này, nếu mà bàn luận ở đây thảo luận ở đây thì các Phật tử chúng ta không có nhận thức được, không có hiểu được, bởi vì nó đi vào cái lĩnh vực chuyên quá chuyên môn. Và nói một cách nôm na, nói như cái cách của sự quê nói là ai nói để nghe, ai giảng để hiểu, người khác không có nghe thấu được lỗ tai và không thể hiểu được. Chẳng hạn trường hợp câu thảo luận hai, thật sự là vậy. Ở trong cái thiền vô sắc vẫn có thiền tố, vì A-la-hán ngài tu chính thiền đó. Gọi là thiền tố. Các bậc hữu học ngài tu chứng cũng thiền vô sắc, như ngài tu chứng thiền thiện. Thiền thiện vô sắc, nếu mà cái hạng phàm tâm nhân đó, hạng phàm phu tâm nhân, như là các vị đạo sĩ vân vân, như đạo sĩ Ulara, Alara hay Udaka, các vị ấy còn phàm phu, và các vị đó theo cái phương pháp khái niệm địa ngục để mà tu chứng cả từng thiền, thì các vị đó khái niệm như thế nào cũng được. Điều đó chúng ta thắc mắc. Nhưng mà vì là bậc thánh, dầu cho tu chứng thiền thiện sắc giới, thiền thiện vô sắc giới hay là thiền tốt vô sắc giới thì được, thì hễ là bậc thánh thì cái nhìn của vị đó là giả tha phu tâm và cha na tí, là thấy như thật như chân. Chứ tại sao vị đó trở lại tu chứng tu tập để chứng thiền vô sắc, vị đó có một cái khái niệm bốc nhất về các cái điều mục. Khi mà phàm phu nhìn lại cái thiền sắc giới đã chứng, và vị đó trong 10 cái điều mục Kasana mà vị đó lấy cái hư không Kasana, tức là biến xứ hư không, lúc mà dùng cái biến xứ hư không gọi là Akasa Kasana để mà chú tâm trên cái hư không đó và chứng đắc được sơ thiền cho đến ngũ thiền sắc giới, rồi khi mà vượt qua khỏi các sắc
mỗi sắc vượt qua mỗi sắc tướng, chướng ngại tướng. Vì đó nghĩ đến hư không theo cách khác. Khái niệm hư không của cái vị này là không còn ở trong cái phạm trù hữu sắc. Và vị đó có cái khái niệm hư không là vô cùng tận, vô cùng tận. Akasa Anato vị đó an trú tâm trên cái khái niệm hư không không cùng tận đó, rồi vị đó chứng đạt được thiền không vô biên xứ, vân vân. Thì những cái khái niệm đó đối với cái hạng phàm phu chưa đạt đến cái sự giải thoát, tuệ giải thoát, thì chúng ta thấy đó là chuyện thường. Nhưng mà đối với các bậc thánh thì chúng ta suy nghĩ tại sao các ngài lại có cái khái niệm đó. Thì ở đây thưa quý vị, hồi xưa khi mà chúng tôi và Thượng Tọa Chánh Đẳng còn thiếu thời đó, khi họ viên pháp đến cái giai đoạn này thì chúng tôi cũng có nhiều cái thắc mắc rồi. Mãi cho đến về sau này khi mà suy nghĩ nhiều về cái pháp đó và chúng tôi xem ở trong Thanh Tịnh Đạo, thì lúc bấy giờ mới hiểu ra được rằng là ấy khi cái đạo thiệt thì cho ra thiệt, cái nào chơi thì cho ra chơi. Giống như một thầy giáo lúc mà dạy về triết học và dạy về công dân giáo dục hoặc là dạy các môn học khác vô trong lớp thì phải có cái sự nghiêm túc mới dạy học trò được. Nhưng mà những lúc rỗ rảnh đi chơi với bạn bè, đi tham quan cảnh này cảnh kia, hoặc là ở thể dục buổi sáng ở công viên chẳng hạn, thì lúc bây giờ những cái động tác khi nào thì sao để cho nó đúng điệu, đúng bài bản, đúng bài bản thể dục rèn luyện thân, thì bị đó cũng phải múa máy, rồi không lẽ chúng ta lại nói ngạc nhiên, chúng ta nghĩ rằng một nhà mô phạm mà đi đứng không có được tề chỉnh, vơ tay múa chân, gặp người nghiêng người, gặp người ngã người, hay là chạy bộ tại chỗ vớ vớ, thì như vậy thôi không ra thể thống gì hết. Nhưng không có, thưa quý vị, cái nào ra cái đó. Lúc mà đứng ở trong lớp trước mặt các cái học trò, thần tượng cái vị thầy, thì vị đó phải nghiêm túc, nghiêm túc từ cử chỉ cho đến lời nói, cử chỉ hành động cho đến lời nói phải nghiêm túc là một nhà môn phạm, bởi vì đang dạy. Còn cái lúc kia đó
là có những cái động tác để làm cho thân được khỏe mạnh, cho máu huyết nó điều hòa. Thì trong lúc đang làm như vậy thì phải làm theo cái cách thức. Cũng như thế, chúng tôi cho tạm cho cái thí dụ đó như thế. Khi mà nói đến cái vấn đề cái tri kiến phải thấy biết thật, và ta phu tâm bà cha na tiếng bác sạc tiếng thấy biết dư thật về pháp hữu vi như thế nào, về các pháp như thế nào, để mà chứng ngộ niết bàn, đoạn trừ những cái phiền não lậu hoặc, thì lúc đó là cái trí thấy biết dư thật là cái chuyện khác. Cái đó phải nghiêm túc. Nhưng mà khi muốn chứng và trú các cái thiền nghiệp thế đạo cái apanasamathi, apanasamathi tức là kiên cố định hay là an chỉ định, để đạt đến một trạng thái tâm có mãnh lực. Aphinya là thần thông. Thì nói đến cái phạm trù rèn luyện tâm đạt đến cái cảnh giới được thần thông thì phải qua những cái phương pháp này, qua những cái phương pháp là trú niệm trên một cái địa bụng nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, mặc dù đó là chế định như vậy phải chú tâm trên đó. Nếu lúc bây giờ một vị thánh a la hán, một vị a na hàm, một vị tu đà quần tu đà hàm mà ngay trong lúc đó vị để cho tâm nó nhận thức rõ ràng những cái đề mục này, khi mắt nhìn thấy chỉ là cảnh sắc, là vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Thấy đất, thấy mặt nước, thấy ngọn lửa hay là thấy gió, hoặc là thấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Mà nếu mà cứ thấy theo cái pháp chân đế, theo cái kiểu gọi là tuệ quán đó, thấy như vậy thì không biết bao giờ mà vị đó mới có thể đạt được cái trạng thái thiền định và thần thông. Cho nên trong trường hợp này là phải bỏ qua, phải bỏ qua mà phải giữ cái khái niệm đi theo cái đường lối đó thì mới có thể chứng đạt được các cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, không vô vi xứ, tức vô vi xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Cái đó là cái cách thức thôi, mình dùng cái cách thức thôi. Ở trong cuộc sống của chúng ta có những trường hợp mà ngày xưa thưa quý vị, nó có một cái sự kiện lúc bây giờ có một cái người ta có một cái quyển, có một tập sách màu bằng tranh trừu tượng,
Lúc đó thì các vị trong chùa cũng, khi họ mua về, họ nhìn cái bức tranh màu mè đứt tung hết. Nhưng mà khi mà họ nhìn lâu như vậy, họ thấy rõ ràng có một ngôi nhà trên một cánh đồng, bên cạnh có một cái cột cây. Nhưng mà khi vị đó đưa cái bức tranh đó cho chúng tôi nhìn đó, thì cái nhìn ban đầu của chúng tôi đó, là cái nhìn thật sự, do mình dạy ví dụ pháp nó quen rồi, cho nên khi mà nhìn mình phân tích, mình có cái sự phân tích đó. Mà khi nhìn có sự phân tích như vậy thì chỉ thấy màu là màu, chỗ này xanh, cái chỗ này đỏ, cái chỗ này vàng, cái chỗ này trắng, chỗ này màu đen, cái này đậm, cái này lờ. Chúng tôi nhìn chúng tôi cũng thấy. Thì các vị đó mới cười và mới nói với chúng tôi rằng, dạ sư phụ cứ nhìn bỏ đi cái khái niệm phân tích, mà phải nhìn một cách mơ màng, giống như là bị thôi miên vậy đó, thì mới có thể thấy được. Thì quả thật hơn vậy chứ. Lúc bây giờ chúng tôi không có mở mắt to lên, không mở mắt bình thường để nhìn, mà chúng tôi chỉ hơi hít, hơi hít mắt lại một chút, và chúng ta nhìn ở trong đó cảm như là bị mộng du, như là bị thôi miên. Từ lúc bây giờ thì ngôi nhà nó lại hiện lên cái chuyện nó lạ lắm quý vị. Mà chúng tôi nói như vậy thì những vị nào mà có trải qua thì vị đó mới có kinh nghiệm được. Còn hồi nhỏ chúng tôi thích nhìn buổi chiều mà mình ra mình nằm ở trên cái thảm cỏ ở ngoài ruộng, nhìn lên bầu trời thấy mây trời, mây trời chiều ở trong ánh hoàng hôn, khi nó ẩn lên đó thì khi mà nhìn mây nó bay như vậy đó, là mình phải mơ màng như thế nào để mình thấy ở trên là một bức tranh, có khi là một con voi, có khi là nó có dạng giống như một con người, hay là giống như một con ngựa nó đang phi nước đại, đúng không? Thì cái nhìn đó như thế nào thì ở đây, khi mà một vị A-la-hán hay một vị thánh hữu học mà muốn luyện tâm đạt đến cảnh giới thiện chỉ đó, thì Samatha, thì vị đó phải theo cái nguyên tắc đó, tức là bỏ đi cái gọi là Sattva, quá là cái pháp thực tính mà mình đã chứng đạt được do cái tuệ quán chiếu vì ngũ uẩn, vì danh sắc, gác vào một bên. Và lúc bây giờ không dùng cái tuệ nữa, không dùng tuệ để mà nhìn cái sự vật nữa, mà phải dùng cái tâm định, niệm và định. Thì niệm bất gì, miễn sẽ chú tâm ở trên đó thôi. Do đó, ở đây khi mà nói đến cái vấn đề mà thiền, thì chúng ta nên biết rằng những cái tư duy mà để phát triển tâm định của thiền vô sắc, mặc dù đó là cái nhìn bất nhất, cái sao cũng nhận cái trước,
Thì đối với một bậc giác ngộ, ngay trong lúc đó ngài cũng bỏ qua cái nhìn của tuệ quán, quán chiếu ngũ uẩn, thấy như thật như chân, bỏ qua cái đó đi, thì lúc bây giờ mới khái niệm được. Một người mà thử thức cái món ăn, những người không biết gì về cái nguyên liệu để nấu thành cái món ăn, không có chú ý đến, thì thưởng thức cái món ăn ngon. Mà cái người đầu bếp đó, nếu mà họ không bỏ qua, họ không gác qua một bên là cái cảm nhận đây là cái vị của ớt, vị của tiêu, hay đây là cái vị chua của chanh hay của giấm, nếu mà không bỏ qua cái phân tích tỉ mỉ như thế thì mới thưởng thức món ăn được, mới ăn cảm thấy ngon và ăn cách sai đắm được một cái phần ăn được. Thế còn nếu mà nhai rồi cái để ý phân biệt thì lúc bây giờ ăn không ngon, thưa quý vị, ăn không ngon. Cho nên trong cái việc tu tập của chúng ta đó, nó tùy theo hoàn cảnh, miễn là cái khái niệm như thế nào mà không làm cái điều kiện cho phiền não nó phát sinh là được rồi. Mà đối với vị thánh thì làm sao có phiền não được? Đối với vị thánh làm sao mà phiền não phát sinh được? Nhưng mà ngay trong lúc đó thì hãy bước qua cái lĩnh vực đó, cái phạm trù đó, thì vị này cũng phải làm theo cái cách đó. Đối với bậc thánh như đối với Đức Phật, khi mà ngài khát nước thì ngài cũng bảo tôn giả Ananda đi lấy nước cho ngài uống, chứ đâu phải nói như Đức Phật thì chúng ta nghĩ rằng ngài có thần thông, ngài là một vị chánh đẳng giác, thì trong trường hợp này là ngài có thể chế cái cơn đối cơn khác mà đâu có cần gì mà phải uống. Và hơn nữa cái nhìn của chúng ta xét đoán về các bậc thánh là chúng ta khó xét đoán được, bởi chúng ta không phải là các ngài. Nỗi mà chúng ta xét đoán phàm phu với phàm phu với nhau đó, mà chúng ta khó mà xét đoán được cái tâm tính của chúng ta với nhau phàm phu, đừng nói chi là chúng ta xét đoán qua cái cách làm của các bậc thánh, cái tư duy của các bậc thánh là chúng ta khó có thể xét đoán được, không thể xét đoán được, chứ không phải là nó khó mà không thể xét đoán được. Cho nên ở trong trường hợp này chúng ta cứ hiểu rằng là vì cái tư duy phát triển tâm định của thiền hiệp thế, các tư duy đó thì phải lấy những cái đề mục, cái nào là cái khái niệm tục đế thì tục đế, thì nhờ lấy những cái khái niệm đó đó mới, đó là
cái quy trình, một cái phương pháp để chúng ta chứng đạt. Thì do vậy cho nên các thầy thánh cũng phải theo cái quy trình đó mới có thể chứng đạt được, chứ làm khác đi thì nó không thể được. Thưa quý vị, pháp hữu vi nó lạ lắm, tức là cái nào một tâm nào có những loại tâm nó chỉ biết cảnh mà tục đế, có những loại tâm thì biết cảnh chân đế, có những loại tâm biết cảnh dụng giới, có những loại tâm biết cảnh đấu đại. Thì ở trong trường hợp đó, chúng ta học vi diệu pháp thì chúng ta phải chú ý, trong khi cái tâm đại tố của vị A-la-hán, tâm duy tác, dù là Đức Phật hay các vị A-la-hán dùng ở tâm tố, khi mà Ngài nhìn cảnh sắc, cảnh thinh, ngửi khí, Ngài nhìn thấy nghe ngửi đến đụng, thì lúc bây giờ Ngài cũng cái tâm đại tố đó nó cảm nhận theo cái cách tụng đế. Còn cái tâm ở tâm ngũ sông thức, nhãn thức, chỉ thức, kỹ thức, thiệt thức, thân thức, cái tâm đó là tâm rất là bình thường, rất là đơn giản, tâm rất là mũi lược. Vậy mà cái tâm đó lại biết cảnh chân đế đó, hoàn tuyệt đối là biết cảnh chân đế, biết cảnh sắc chân đế, cảnh thinh chân đế luôn. Chúng ta đừng thắc mắc cái chứ là tại sao này? Cái này thật sự chúng ta có học chúng ta mới hiểu được. Thì chúng tôi xin có một vài lời để chia sẻ với quý vị. Bây giờ chúng tôi phải sạc pin cái đó, nó báo cho chúng tôi biết là pin laptop chỉ còn có 19%, nó không đủ sức nữa. Xin kính thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thu kinh kinh này, thực ra quý vị còn có hai câu hỏi thôi, cũng nhờ thượng tọa tôi siêu giảng, nhưng mà thượng tọa hết pin rồi, bây giờ thì xin được hỏi đại đức Phật Tính, đại đức Phật Tính có nghe được không? Nếu đại đức Phật Tính đang có mặt trước mặt, đại đức Phật Tính ở trong kinh Pháp Cú có một so sánh là mình thắng hàng vạn quân địch ở ngoài chiến trận không bằng thắng chính mình. Tại sao cái sự vượt lên trên khỏi chính bản thân của mình nó lại khó như vậy? Nói cách khác là tại sao cuộc sống chúng ta thường dậm chân một chỗ, và dậm chân đó phải chăng là do chính cái sự vướng mắc ở bản thân của chúng ta, ở niềm đặc tính, có phải không? Xin cái thỉnh đại đức Pháp Tích. Nam mô Bụt Tài Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cùng các vị thiện nam thánh nữ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu lên, kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, có nhiều lúc đối với bản thân của chúng con cũng suy nghĩ về cái điều này. Có nghĩa là mình làm cái gì cũng được, cái gì nó cố gắng nó sẽ đạt đến cái mục tiêu, hoặc là cái sự chiến thắng ở bên ngoài thì mình lại đạt được kẻ thù, hay là chiến thắng hoặc là đạt được cái mục đích gì đó mà mình cũng đều được hết. Nhưng mà đối với cái sự chiến thắng ở cái bản thân của mình
thì đây cái điều rất là khó. Thì theo chúng con nghĩ thì thứ nhất là do cái sự những cái tập khí nó được huân tập nhiều, có nghĩa là những cái phiền não được huân tập rất là nhiều, mà mình trong cái dòng sanh tử luân hồi này là mình cái phước mình thì nó ít, có nghĩa là cái sự rèn luyện của mình thì nó ít, còn những cái tập khí thì nó rất là nhiều. Bây giờ mình nói nội mà một cái chuyện mà ngủ nghỉ thôi, là một cái chuyện ngủ nghỉ thôi, thì thấy rằng trong tất cả chúng sanh, từ chư thiên đến những cái loài rồng hoặc là đến những cái loài người đều bị huân tập rất là nhiều. Ví dụ như giờ mình thấy rằng đi chưa nghe cái quả địa cầu này rúng động, và các vị chư thiên mới quán xét nhìn xuống coi tại sao địa cầu này rúng động quá, rồi quán thấy là nhìn đối với thái tử Sĩ Đạt Ta, Sĩ Gotama vừa chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ở dưới cội bồ đề, thành ra đó quả địa cầu rúng động. Nhưng mà chư thiên thì nghĩ được rồi thôi, ngài cứ chứng đắc đạo quả thôi, để ngài nghỉ ngơi ở đó đi, từ từ chiều nay rồi mình sẽ ghé xuống mình thăm đó. Thì khi mà nghĩ như vậy đó thì cái vị thiên tử đó tiếp tục là cái chuyện của mình. Thành ra khi mà lúc đó quả địa cầu rung động thêm lần nữa thì coi như là nhìn xuống thì thấy Đức Phật sắp sửa viên tịch Niết Bàn, thì lúc đó mới lật đật đi xuống, đi chạy xuống. Thì ở đây mình thấy rằng nhiều khi chư thiên vẫn còn bị những cái tập khí, có nghĩa là thí dụ như là do cái quen về cái giấc ngủ hoặc là quen về cái sự sinh hoạt ở trên cõi chư thiên đó, thành ra nó cũng trễ nải cái công việc. Chứ nếu mà gặp những cái vị mà phiền não ít mà thiện pháp nhiều thì cái vị đó sẽ nhanh chóng nghĩ rằng là đối với sự xuất hiện của Đức Phật là một cái điều khó, thành ra lật đật là sẽ chạy xuống liền đó. Mà ngay cả mình những cái thí dụ khác cũng vậy nữa. Quý vị thấy rằng đối với cái vị Long Vương, khi mà Bồ Tát của chúng ta thấy cái mà quăng cái mâm vàng xuống được phát nguyện để mà nếu mà không có trở thành bậc chánh, không có rời khỏi cái chỗ này, thì lúc đó quý vị thấy rằng trước lúc đó thì cái mâm đó, cái mâm vàng đó nó đã chìm xuống và đụng mấy cái mâm khác ở dưới đáy, cũng gây lên một cái tiếng vang rất là lớn. Rồi cái vị Long Vương đó cũng đang ngủ mà cũng giật mình, rồi nghe như vậy là biết rồi sẽ có một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện nữa. Nhưng mà cái vị Long Vương đó cũng tiếp tục biết như vậy, nhưng mà cũng vẫn tiếp tục cũng ngủ đó. Rồi đối với cõi nhân loại của chúng ta cũng vậy, khi mà Đức Phật xuất hiện ở trên an, nhưng mà do lo công việc này hoặc là bận biểu cái này bận biểu cái kia, rồi cuối cùng cũng không có đi đến hầu Đức Phật để mà tu tập vân vân. Thì chúng tôi nói ra những cái thí dụ đó để cho quý vị thấy rằng là đối với cái những cái tập khí, thí dụ như là có những loài người ta thích ngủ, có những loài người ta thích lo hưởng những cái dục lạc, thì nó được huân tập nhiều, nó được huân tập nhiều rồi, thành ra bây giờ khi mà chúng ta mà muốn mà chiến thắng bản thân của chúng ta thì cái điều đó rất là khó. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng nếu mà ngày mai là cái lễ hội gì đó mình thích, hoặc là một cái chuyến đi du ngoạn mà mình thích, thì có thể là mình sẽ dậy thật sớm, mình chuẩn bị thật chu đáo đó. Nhưng mà đối với những cái lúc mà tu tập, những cái chuyện mà thí dụ như là đêm khuya mình dậy, rồi với cái sự tu tập tụng kinh hành thiền vân vân của chính cái bản thân mình thì có nhiều khi mình bị trì trệ lại. Là đó, thì quý vị thấy rằng là
đối với cái chuyện ở cái chuyện gì mà nó có một chút vị ngọt, có một chút gì nó vui ở thế gian đó, thì chúng ta sẽ có cái khả năng để mà chúng ta tìm đến hoặc là chúng ta đạt được. Nhưng mà đối với những cái gì mà thuộc về tu tập á, nên thành ra chúng ta rất là khó để mà vượt khỏi những cái tập khí của mình. Thành ra quý vị biết có nhiều người á lỡ nói với chúng tôi á là người ta bị những cái chứng bệnh, ví dụ như là ngủ không được. Chúng tôi nhìn thật sự ra quý vị biết cái bệnh đó đối với bản thân của chúng tôi trị rất là dễ, trị rất là dễ, chỉ cần mà nói qua nó lỡ tí xíu thôi rồi chúng tôi chỉ cái người đó hành thiền đó, hít vô thở ra niệm bút thô, hít vô thở ra niệm bút thô, hoặc là đếm hơi thở, hít vô thở ra điểm một, hít vô thở ra điểm hai. Quý vị biết không, chúng tôi chỉ cho biết bao nhiêu người, người nào về tập xong rồi á là chỉ trong vòng 2 phút 3 phút thôi là quý vị biết là coi như là nằm ngã ra ngủ, coi như là ngủ một giấc ngon từ đầu hôm cho đến sáng, ngủ mà coi như là người ta nghĩ rằng người ta ngủ mà người ta không ngờ là một cái giấc ngủ của người ta nó sâu dữ như vậy. Thì quý vị biết rằng là cái con người của mình hãy mà nếu mà bắt mình tu là coi như là mình bị ngủ liền quý vị. Còn nếu mà cho quý vị thí dụ như quý vị nằm ở đó mình suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia không rất là khó dỗ về được cái giấc ngủ. Bây giờ quý vị thấy rằng quý vị không tin chúng tôi á, quý vị làm thử đi, dù ban ngày hay ban đêm gì cũng vậy, hãy mà quý vị ngồi lại mà quý vị mà tu hành, có nghĩa là mình ngồi lại mình hành thiền đi, là chúng tôi nói là chừng vài phút thôi là coi như là mình ngủ bắt tiêu. Còn nếu mà cho cái tâm của chúng ta nó mà nó chạy theo các dục, chạy theo các dục thì coi như là khi mình dù cho nó mệt mỏi rồi mình dỗ nó cũng không ngủ được nữa. Nhưng mà bắt tu là ngủ mà. Thành ra quý vị biết rằng chúng tôi biết được cái điều này á, có những cái chú giới tử, những cái chú tiểu á, thật sự ra khỏi cần bắt người ta làm gì nhiều, khỏi cần bắt đến giờ đi ngủ gì hết, mình cứ bắt đến giờ đi hành thiền đó là tự nhiên là mấy chú ngồi yên hết rồi cái lát cái quẹo qua một bên cái rồi cái mình hơn chút nữa mình canh hết 30 phút mình gõ kẽn rồi tới giờ ngủ là bắt đầu là mấy chú là chạy về cái chỗ mình ngủ rất là ngoan, rất là nhanh. Thì chúng tôi kể ra những cái câu chuyện này đó thì quý vị thấy rằng là đối với cái sự mà để mà mình rèn luyện để mà cho mình chiến thắng được cái bản thân mình có quý vị. Nhưng còn đối với mà mình làm những cái chuyện khác đó, thì coi như nó sẽ được. Thí dụ như cũng trong đêm khuya thí dụ như ai muốn mình giúp cái này giúp cái kia, dù cho quý vị biết rằng là trời mưa gió quý vị biết rằng chúng tôi cũng đã từng kể quý vị nghe rồi đó, có nhiều khi ở trong chùa đó nửa đêm mà cái ống nước nó xúc ra nước nó đổ ào ào, mà quý vị biết rằng là trong cái đêm lạnh của trời lập đông, trời mà gần tết đó quý vị, trời ơi quý vị biết rằng 3 giờ sáng nó lạnh vô cùng, 2-3 giờ sáng nó lạnh vô cùng, mà cái ống nước mà nó tự nhiên là cái mấu chốt mà nó kết nối lại đó, quý vị biết nước nó phun ra đó, rồi bây giờ không thể nào mà mình để tới sáng được hết. Tại vì lúc đó cái mình nóng ruột lắm, mình xót xa lắm, mình nóng ruột lắm. Thành ra bây giờ dù có lạnh hay là dù có mưa gì đó cũng phải ráng ra mà làm sao mà gắn lại cho được. Sau khi gắn lại rồi thì quý vị biết người nó ướt hết, mà đêm nó lạnh, cái lạnh của đêm hôm á, nó lạnh mà đã vậy rồi còn phải bị nước ướt nữa, rồi vô thay đồ rồi coi như là trở lại mình ngủ, hoặc là mình ngủ được không được gì thì không biết. Nhưng mà ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng là quý vị thấy rằng cái chuyện đó thật sự ra cái chuyện của cộng đồng á, một cái tập thể đó thì tự nhiên mình cố gắng mình làm được, mà cái chuyện mà mình ngồi dậy á, mà mình tu á, mà cho có lợi ích. Thí dụ như thôi giờ là coi như là bình thường mình tu
4 giờ sáng hay 5 giờ sáng đi, nhưng mà hôm nay mình khỏe đi, mình tu 3 giờ khuya đi, nhưng mà mình không làm được quý vị, không làm được mà 3 giờ khuya đó đó mà đổi lại á, thí dụ như mình huynh đệ đồng phẩm hay là mình giúp chuyện gì của chùa đó, quý vị thấy rằng vẫn làm được, vẫn làm được, vẫn làm được, làm một cách rất là khỏe. Nhưng mà đối với cái sự mà 3 giờ mình dậy mình tu tập cho bản thân mình thì lại không được. Là tại sao? Tại vì do cái tập khí, do cái tập khí của mình nó nhiều đời, nhiều kiếp, bây giờ mình cái phước mình nó chưa có đủ. Cũng như trong những cái ngày nay có nhiều khi chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ, ở trong quá khứ Bồ Tát của chúng ta là tiền thân của Đức Phật, ngài cũng chứng được 8 thiền rồi có thần thông đồ này kia chứ, ngài có chứng hết. Hoặc là những vị tinh văn ngài, thí dụ như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, khi mà chưa có trở thành thượng thủ tinh văn đó, ở trong dòng sanh tử luân hồi là những vị đạo sĩ đó, thì cũng chứng đắc được thiền, thì vậy thì cái thoát đó, nó cũng gần tới đó quý vị, nó cũng ở kề bên. Nhưng mà tại sao không giải thoát được? Là tại sao? Tại vì ba la mật chưa đủ, cái phước báo ba la mật của mình nó chưa có đủ. Thành ra chính vì vậy đó mà mình coi như là mình, những quý vị đó không có thấy được tứ đế. Vì đối với chúng ta, đối với chúng ta bây giờ thì nhiều khi chúng ta cũng biết cái phương pháp hành thiền như vậy, học như vậy rồi hành thiền như vậy, thì coi như là đi theo con đường này, con đường tứ niệm xứ này 7 năm, 4 năm, 3 năm, 3 tháng gì đó vân vân, sẽ đạt đến giác ngộ. Nhưng mà tại sao mình đi không hoài mà nó không đạt? Là tại sao? Là tại vì ba la mật của mình nó chưa có đủ. Ba la mật mình chưa có đủ, thành ra mình mới có hành thiền tí xíu là coi như là tự nhiên là mình nhớ công việc này, nhớ công việc kia, nhớ cái chuyện này chuyện kia, thành ra mình lo, mình bỏ, mình đi làm cái công chuyện khác đó. Thì mình thấy rằng công chuyện khác là nó cũng là cái chuyện mà nó cần thiết, cũng giúp ích cho mình, cho đời đồ này kia vân vân, nó đều có cái lý do hết. Nhưng mà chung quy lại ở đây là cái phước báo mình nó chưa đủ. Còn đối với cái câu hỏi này đó, thì cái sự mà chiến thắng mình thì nó khó, chiến thắng người nó dễ. Nhưng là do là tại sao? Tại vì đối với bản thân của mình mình bị huân tập, những cái phiền não nó nhiều quá, nó chất chứa nhiều quá, thành ra mình chỉ có tháo gỡ từ từ thôi, chứ không thể nào mà một lần mà mình chiến thắng được hết tất cả giặc phiền não. Đó chính vì cái lý do này mà chúng ta thấy rằng là chiến thắng mình khó, chiến thắng người nó lại dễ hơn, đối với các ánh mắt hoặc là đối với cái tầm nhìn của các cái bậc trí là như vậy. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận số 3 mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con thỉnh thượng Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng đại đức Phật tính. Đại đức Nguyên Thông, đại đức Nguyên Thông có nghe được không? Nếu đại đức Nguyên Thông đang có mặt ở trước máy, thỉnh đại đức Nguyên Thông trả lời cho cô thảo luận số 4. Đại đức Nguyên Thông, đôi khi có những điều mà được nói hàng ngày cũng như trong kinh điển làm cho chúng ta cảm thấy như mâu thuẫn. Thí dụ như là bài học ngày hôm nay nói về cái thiền chứng. Thiền chứng cũng quan trọng đó, nhưng mà nó cũng là những cái cần phải bỏ lại. Hay là ở ngoài đời người ta nói rằng cái mạng sống của chúng ta đó có khi nên xem nặng như Thái Sơn, có lúc nên xem nhẹ tựa Long Hồng. Thì cái đó có mâu thuẫn không? Và tại sao mà nó không mâu thuẫn? Và hiểu như thế nào mà không mâu thuẫn? Kính thỉnh đại đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con tuân lệnh sư phụ thảo luận câu số 4, hỏi rằng cái nhìn xem mạng sống có khi nặng như Thái Sơn, có lúc nhẹ như Long Hồng. Kính thưa sư phụ, cái tư tưởng này ở trong Nho giáo thì người quân tử thì họ có cái philosophy đó. Và đối với ta, về là một người Phật tử hay một người tu sĩ, thì Đức Phật nói là
Cái lúc mà Đức Phật giảng dạy cho chư vị tỳ kheo là cái thân này là sân ngũ quẩn chúng ta, là hôi thối không phải của mình, rồi đáng ghét đáng chê bỏ, thì lúc đó nhiều vị tỳ kheo là tự sát, mà nhiều người tự sát không nổi không dám thì mướn người khác mà giết mình, giết mình. Có lúc mà Thế Tôn thấy sao mà đạo tràng vắng người đi, họ mới nói lại như vậy, thì Thế Tôn nói là như vậy là sai rồi. Mình giết người thì mình cũng như là mình sát sanh vậy, cho nên là cái người mà xem nặng như Thái Sơn, nhẹ như Lâm Học, thì cái đó là một cái philosophy của bên Nho giáo. Còn chúng ta thì giàu cái gì đi nữa thì chúng ta không phải, không nên kết liễu mạng sống của mình. Cái mà những người ông ngài Thích Quảng Đức mà muốn làm cây đuốc gì đó thì cái đó là cái điều đó thì thế gian ca tụng, nhưng mà đối với Phật pháp thì không đúng. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng, kính thưa sư phụ, mình tất cả cái sự mà nổ khí xung thiên là để giết mình vì cái lý tự tử hay tự sát hay vì một lý do gì đó thì đối với Phật pháp là không đúng. Là bởi vì tất cả sự việc gì nó xảy đến cho mình mà mình buồn mình giận thì đó là cái nghiệp của chúng ta. Chúng ta phải endure, phải chịu đựng, bởi vì đó là cái quả báo, cái nghiệp báo nó để cho chúng ta. Chứ không có thể là cái người nào đang sung sướng hạnh phúc rồi tự nhiên rồi họ tự sát, tức là họ đau khổ quá. Mà cái đau khổ đó là do cái nghiệp báo, khi mà nghiệp báo đến thì nếu mình không trả, mình không endure rồi mai mốt này kiếp sau thì cái nghiệp báo mình đã vay mà chưa trả thì cũng nó sẽ tái trở lại thôi. Vì vậy cho nên là cái triết lý hay là cái lý thuyết của một cái giáo pháp thì nó khác nhau, là tại vì cái nhìn của Phật giáo là một cái nhìn toàn diện. Một người mà đạt được cái Samma Sambuddho là Đức Phật toàn giác như Thế Tôn thì tất cả những giáo pháp của ngài, lời nói của ngài là chân lý tuyệt đối. Chân lý đó nó đúng từ xưa, từ hồi mà chưa có trái đất, và hiện tại nó đúng và mãi mãi vậy đúng, mà đúng trên trời, đúng dưới đất, mà đã đúng ở dưới địa ngục, chỗ nào cũng đúng, là vì đó là cái chân lý tuyệt đối, cái Paramattha sắc giá nó là như vậy. Vì vậy cho nên nói như vậy không phải là mình nâng niu cái thân thể này, nhưng mà mình dùng cái thân thể này để làm những thiện sự. Cho nên Đức Phật đã giảng dạy rằng người ta dùng những cái bông hoa dại ở trong rừng để mà kết làm cái tràng hoa đẹp đẽ, cũng vậy dùng cái thân sanh tử này, cái sân mà này mà sử dụng cái thân này để làm cái thiện sự, mà thiệt là để phụng dự Phật pháp, để phụng dự cho con đường giác ngộ của chúng ta. Và đó là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy cho nên cái nhìn xem mạng sống như khi nặng như Thái Sơn như tựa lông lông hồng, nói nghe rất hay đó, nhưng mà thì chật lấp sự thật ra những cái điều mà chúng ta đọc khi mà chúng ta chưa tiếp cận đến giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua giáo pháp của cái Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì chúng ta tưởng những cái gì chúng ta học từ trước đến giờ chúng ta thấy hay, nhưng mọi sự thật nó không đúng. Chủ như là cái nguyện của ngài Địa Tạng đó, nếu mà còn một chúng sanh mà không được độ thì ta nhất quyết không ngồi vào nơi chánh đảnh chánh ác. Thì nếu mà Đức Phật Thích Ca nói câu đó thì mình mới tin. Nhưng mà sự thật bây giờ chúng sanh nó còn vẫn lên trên đi, mà Đức Phật Thích Ca thì vẫn chánh quả chánh đẳng chánh giác. Sự thật ra mà nói cái câu nói đó là nói lên nghe rất hay, nhưng mà tất cả chúng sanh trên trần gian này là như là lông con bò, là đều là ở địa ngục cả. Chỉ có hai cái sừng là trong một tỷ 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 người đó, chỉ có hai người có thể trở lại thành trần gian làm người hoặc là lên thiên đàng mà thôi. Cho nên không đọc giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không học giáo pháp của Phật giáo Nguyên Thủy, thì tất cả những giáo pháp kể cả thì cũng không có phải hoàn toàn là đúng, có một vài thôi, nhưng mà đa số là bị ảnh hưởng của Bà La Môn. Phải đọc lịch sử Phật giáo
thì mới biết rõ ràng cái chỗ nào đúng chỗ đổ sai. Còn một một tu sĩ, một Phật tử mà không học lịch sử Phật giáo, không biết giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cũng không đi đến đâu. Vì vậy cho nên cái nhiệm vụ của Phật tử và nhiệm vụ của tu sĩ là phải học pháp, giữ giới luật và giảng pháp khi có cái điều kiện, thì đó là cái nhiệm vụ của chúng ta. Kính thưa sư phụ, vậy con thấy rằng có những cái câu nói mà thế gian này mình đọc lên mình nghe rất rất hay, nhưng mà khi mình suy nghĩ lại so đem giáo pháp với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì không đúng. Vì vậy cho nên Đức Phật có giảng dạy rằng tất cả những cái điều gì, ai nói cái gì, mình nghe thì nghe, nhưng mà phải đem so với kinh điển và so với lời giảng dạy của Ngài. Đúng như kinh điển, đúng như lời giảng dạy của Ngài thì hãy tin theo, còn nếu không thì không tin theo. Thưa sư phụ, đó là cái quan điểm của con. Xin thỉnh sư phụ trở lại mai để giảng dạy điều mà con nói không chưa được đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Xin chân thầy Đức Quyền Thông. Thưa quý Phật tử, đôi khi chúng ta muốn đo đạt những giá trị của cuộc sống, chúng ta không thể lấy một cái thứ đo mà đo cho tất cả. Chúng tôi nhớ là khi mà chúng tôi đi thi tiểu học, thân phụ của chúng tôi đưa chúng tôi đi và ngồi trên xe đó, thì thân phụ chúng tôi có nói chuyện, thì lúc đó chúng tôi thấy rằng cái bằng tiểu học đó, nó là quan trọng hơn tất cả cái gì trong cuộc đời này hết. Thì đúng là với cái tuổi thơ lúc đó và với cái sức học lúc đó, mình đi thi tiểu học đó, đó là cái gì phải hướng đến, phải đặt trọng tâm. Nhưng mà sau này lớn lên, mình đi đó đi đi học rồi thì dù là bằng tiểu học, bằng trung học, bằng đại học thì nó chỉ có một cái giá trị lớn ở trong một cái thời điểm nào đó, trong một đoạn nào đó của sự giáo dục. Nó không quan trọng thì cũng không phải, không có cái nó thang thứ nhất làm sao có thứ hai, thứ ba, nhưng mà nói đó là tuyệt đối quan trọng không phải. Cái gì thì nó cũng có tất cả là tương đối. Thì với một người mà như chúng ta sống trong cõi thiền, sống trong cõi dục giới á, thì sơ thiền rất là, nhưng mà chứng sơ thiền rồi để ôm nó hoài mà không tiến lên nữa đó, thì quả thực có vấn đề. Chứ tôi cũng khi nãy thì Tòa Tề Siêu có đề cập đến câu trả lời số 2 đó, làm chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi đi học ở trong trường bên Mỹ đó, có một vị giáo sư, mới bị biết là giáo sư rồi, học ra tiến sĩ rồi, giáo sư rồi, nhưng mà ông lại ghi danh trở lại để ông học lớp computer. Lúc đó computer chúng tôi nói là mới, và ông rất là muốn sử dụng computer, và chúng tôi lại cũng học chung trong cái lớp đó. Dạ, với computer thì có một người Việt Nam học chung với chúng tôi, họ nói rằng ông đó là giáo sư, là tiến sĩ, mà bây giờ xuống đây đi học mà ông cũng có vẻ là nghiêm túc, nếu mình học cỡ đó chắc mình không có xuống học mấy lớp này đâu. Nhưng mà thưa quý vị, quá thật thì nó không có chuyện gì quan trọng hết. Dạ, ông có bằng cấp tiến sĩ đó, ông có hàm giáo sư đó, nhưng mà bởi vì ông muốn biết thêm về về điện toán, ông biết cách sử dụng máy móc thì ông xuống học thôi. Và cũng giống như là một cái vị đã hoàn toàn giác ngộ rồi, nhưng mà vị đó có cái nhu cầu để thiền, thì vị đó cũng phải đi qua các thứ tự trật tự hình thiền. Nó là một điều cái đó phải học như vậy, nó phải là tuyệt đối. Và những cái đó nó phải là tuyệt đối. Đây là một cái quan niệm rất là khó trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hay lẫn lộn giữa cái tương đối và cái tuyệt đối lắm. Chúng ta hay nhầm lẫn vừa giữa điểm này. Đối với một người Mỹ, họ không có gì xấu hổ là ồ, mình ra tiến sĩ rồi, mình có hàm giáo sư rồi, tại sao mình phải giới xuống mình học mấy cái lớp computer này, không có chuyện gì hết. Ai cũng có cái cần học, mà nếu trong lĩnh vực cái cần thì mình cứ đi học thôi, không phải vì cái học đó mà nó đo mình thấp hay mình cao. Cái ý niệm này là một ý niệm tương đối rất là rất là khó hiểu ở trong trí óc thơ ngây,
Nhưng mà càng lớn lên thì chúng ta thấy chuyện đó rất là bình thường. Vì vậy chính Đức Phật này cũng dạy rằng giáo pháp chưa chiếc bè qua sông, chiếc bè mình qua sông mình phải bỏ lại. Nhưng mà không có nghĩa là mình bây giờ nghe nói như vậy mình nói ô giáo pháp không có gì quan trọng hết, tại vì cuối cùng giáo pháp cũng phải bỏ lại thôi. Đối với chúng ta thì đặc biệt rất là quan trọng. Tại vì vì vậy khi mà chúng ta học về tám giải thoát này thì chúng ta thấy rằng mỗi một bước đi, mỗi một từng thiền, mỗi một giai đoạn đó nó đều có một giá trị. Lúc mà chúng ta đang hành trình ở trong giai đoạn đó, nhưng mà rồi khi đạt đến đó rồi không có nghĩa là ôm cái đó nằm ở đó đó mà phải bỏ lại sau lưng tất cả những gì mà ta đã thành tựu. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào trong đề thuyết giảng. Tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thoại, con xin thay mặt đại chúng con kính tri ân chư tôn đức đầm hơn hẳn. Dạng pháp hữu tăng.